Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bên cạnh việc tập trung cho công tác đào tạo, giáo dục, thì hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp luôn là một trong những phong trào được trường Đại học Trà Vinh đẩy mạnh. Chính sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường và xây dựng nhiều dự án khởi nghiệp tiềm năng, từ đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh nhà. Đây chính là nội dung mà chuyên đề đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp do Đài Truyền hình Trà Vinh phối hợp cùng tỉnh đoàn Trà Vinh thực hiện. Để giúp cho sinh viên tiếp cận với các hình thức kinh doanh và quản trị ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tháng 6 năm 2018, Trường Đại học Trà Vinh đã thành lập hợp tác xã sinh viên với tổng số 559 thành viên là cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên của trường. Tổng vốn điều lệ của hợp tác xã là 400 triệu đồng. Đặc thù kinh doanh của hợp tác xã là kinh doanh theo hình thức đa dịch vụ như dịch vụ cốp store, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng phụ kiện điện thoại, thiết bị công nghệ, dịch vụ đại lý vé máy bay, vé xe và dịch vụ cho thuê xe ô tô. Đây là mô hình hợp tác xã trường học đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết những cái mô hình dịch vụ của hợp tác xã sinh viên là nhằm đáp ứng cho nhu cầu dạy và học của cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường. Thì trong cái quá trình vận hành thì em nhận thấy là các bạn sinh viên khi mà được giao cái trách nhiệm là quản lý cửa hàng thì các bạn thể hiện được cái tinh thần tự giác và cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của mình. Và các bạn làm việc với cái sự năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo. Các bạn rèn luyện được cái tư duy, cái bắt đầu là hình thành nên những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và cũng như là kích thích cho các bạn một cái tinh thần tự lập, tự giác để sau này các bạn đứng ra khởi nghiệp thì các bạn vững tin hơn và có được cái những cái kinh nghiệm, những cái bài học quý giá cho cái công việc khởi nghiệp của mình sau này. Thường xuyên tham gia trực ca tại cửa hàng Cop Store, một trong những loại hình dịch vụ mà hợp tác xã sinh viên trường Đại học Trà Vinh phát triển hiệu quả nhất hiện nay. Sinh viên Nguyễn Thị Diệu Thanh cho biết, từ khi tham gia trực tại cửa hàng này, em được học hỏi khá nhiều thứ. Ngoài ra, còn có thêm nguồn thu nhập từ 450 đến 500 ngàn đồng một tháng để góp vào trang trải việc học. Đặc biệt, hợp tác xã luôn tạo điều kiện để các em chủ động lịch trực và lịch học, nên mỗi bạn chỉ trực vào thời gian rảnh rỗi và không ảnh hưởng đến việc học tập. Chính vì vậy, đây không chỉ là việc làm bán thời gian mà còn là cơ hội thuận lợi để trang bị kỹ năng chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp sau này. Khi tham gia trực ở đây thì em được rất là nhiều kinh nghiệm như là có thể bán hàng, có thể giao tiếp với khách hàng, tự tin hơn, có thể học được những cái cơ bản như là phiếu chi, tập viết những cái thứ cơ bản. Rồi bên cạnh đó thì nó cũng tăng thu nhập cho em, có thể trang trải được những cái vấn đề cơ bản của sinh viên. Bên cạnh tạo nơi ươm mầm khởi nghiệp như việc thành lập hợp tác xã sinh viên, trong những năm gần đây, Trường Đại học Trà Vinh đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức được các cuộc thi khởi nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Đơn cử như cuộc thi Hunrise, cuộc thi được gọi là giải Nobel dành cho sinh viên, được tổ chức vào năm 2020-2021 tại trường, với nhiều dáng của sinh viên trường lọt vào vòng thi khu vực. Là dáng đạt giải nhì cuộc thi Hunrise năm 2020, dáng khởi nghiệp, sản phẩm nhựa sinh học tái chế từ phế phẩm thủy sản, do sinh viên Nguyễn Phương Khánh cùng các bạn của mình là Quỳnh Hoàng Khang và Trung Mỹ Phúc thực hiện, đang được đánh giá là một dự án tạo tác động xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường. Bởi dự án này chủ yếu được thực hiện bằng cách thu gom vỏ tôm, sau đó nghiền nhỏ ra, loại bỏ tạp chất và sấy khô lại. Cuối cùng là phối trộn lại với một số chất khác như tinh bột, phụ gia và đùn theo khuôn để tạo thành ly nhựa sinh học. Ngoài việc giải quyết được lượng vỏ tôm tồn động ngoài môi trường, dự án này còn hạn chế được rác thải nhựa vì sản phẩm nhựa của dự án sản xuất là nhựa sinh học có thể phân hủy hoàn toàn ngoài môi trường. Vừa qua, dự án này cũng đã lọt vào top 15 dòng thuyết trình cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2020 tại Cần Thơ. Hiện tại thì dự án đã ở mức là sản xuất ra sản phẩm mẫu và em đang kiểm tra một số cái chỉ tiêu, cũng có một số cái đơn vị thì ngỏ ý muốn tham khảo sản phẩm của bên em, thì em sẽ gửi sản phẩm cho họ, nếu được thì họ sẽ ký kết hợp đồng để mà bao đầu ra cho sản phẩm của em. Thì lúc đó thì em sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Tiếp theo em dự định là sẽ vào cái chương trình ôm tạo của trường, thì sẽ tìm kiếm những cái người mentor và thể định hướng cho em, sau đó thì sẽ định hướng là sẽ phát triển sản phẩm và thành lập doanh nghiệp. Nếu mà mô hình này thành công á, và nhân rộng ra nữa
Thì về mặt sản phẩm á, thì em sẽ phát triển được những cái sản phẩm khác có giá trị cao hơn. Bên cạnh đó thì mang lại cái nguồn kinh tế cho em gia đình, và cũng như là sẽ giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân ở địa phương của em. Là đơn vị tiên phong trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2020, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức hơn 20 lượt tập huấn về khởi nghiệp với chuyên gia trong và ngoài nước, thu hút gần 8.000 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia. Tính đến nay, trường đã tổ chức được 4 cuộc thi khởi nghiệp, thu hút hơn 200 ý tưởng tham gia. Hàng năm, Trường Đại học Trà Vinh đều có 2 giải vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đồng thời, trường cũng đã xây dựng chương trình môn học khởi nghiệp và đã đưa vào giảng dạy chính thức chương trình ngoại khóa từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho tất cả sinh viên chính quy của nhà trường. Phong trào khởi nghiệp của nhà trường đã có cái định hướng sẵn, có một cái lộ trình dài hạn. Thì nhà trường thì rất là quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp để tham gia xếp hạng khởi nghiệp, trường đại học khởi nghiệp trên trường quốc tế. Thì do đó là vai trò của nhà trường thì cái hoạt động đào tạo là không thể thiếu. Do đó là nhà trường sẽ tập trung biên soạn cũng như là xuất bản các cái tài liệu để phục vụ cho công tác đào tạo về kiến thức cũng như là kỹ năng. Thì bên cạnh đó thì nhà trường sẽ tạo những cái môi trường thuận lợi nhất có thể để các em có thể khởi nghiệp được. Ví dụ như về cơ chế chính sách, về tài chính, về cái văn phòng làm việc, cũng như là kết nối với các cái nhà đầu tư bên ngoài, cựu sinh viên thành đạt để mà đầu tư cho các em, đặc biệt là phối hợp với các cái đơn vị sở ngành tỉnh để mà chung tay hỗ trợ về các cái dự án khởi nghiệp của nhà trường. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Trường Đại học Trà Vinh có 12 giảng khởi nghiệp đạt giải cuộc thi ở các cấp, có 5 giảng khởi nghiệp triển khai thực tế hiệu quả. Hiện nay, nhà trường cũng đang hướng tới ra mắt mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quốc tế hóa các hoạt động khởi nghiệp, hướng tới thực hiện tốt triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Thì thấy các cái bạn mà khi mà tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp ấy, thì ngày càng sôi nổi hơn, đặc biệt là theo chiều sâu. Thì như là năm nay á, là có 7 dự án vào vòng chung kết, thì trong đó là có 5 dự án là mong muốn là set up để thành lập doanh nghiệp. Về cái hướng tới á, thì trung tâm sẽ cố gắng tạo nhiều cái hoạt động phong trào để tìm ra nhiều cái ý tưởng dự án hay hơn nữa để có thể ôm tạo và đưa những cái ý tưởng này có thể vào triển khai thực tế được. Khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ mang lại nguồn thu nhập trang trải việc học, rèn luyện kỹ năng mềm mà còn là tiền đề cho việc lập nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế khởi nghiệp vẫn là một quá trình khó khăn và có rất nhiều trở ngại. Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ chính nhà trường không chỉ là bước đệm vững chắc mà còn là nguồn động viên to lớn đưa khởi nghiệp đến gần hơn với sinh viên. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.